Sáng ngày 9 tháng 2, cả làng bóng đá Việt Nam tưng bừng với chuyện trung vệ Đỗ Duy Mạnh cưới vợ. Chàng trung vệ điển trai đến đón dâu trong sự trang trọng và lịch lãm. Điều khiến cho cộng đồng chú ý là cô dâu Quỳnh Anh cực kỳ xinh đẹp và đeo sợi dây chuyền trị giá 34.000 USD, khoảng 820 triệu đồng. Ngoài ra, đám cưới của Duy Mạnh, Quỳnh Anh sử dụng đến 5.000 viên pha lê cao cấp để trang trí cho lễ cưới. Chú rể Duy Mạnh cùng chơi trò với việc có rất nhiều bông hồng được chuyển từ Đà Lạt về Hà Nội. Duy Mạnh còn đặt hàng thêm nhiều bông hồng từ Hà Lan về Việt Nam để phục vụ cho lễ cưới. Với tình yêu dành cho Quỳnh Anh, Duy Mạnh quyết tâm trang trí lễ cưới theo đúng nghĩa một lâu đài cổ tích. Nơi tổ chức lễ cưới phải mất hơn một tuần để trang trí thành một lâu đài lộng lẫy và sang trọng để Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn. Bên cạnh đó, nhiều người nổi tiếng của giới bóng đá và showbiz đến góp mặt ở lễ cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh, điển hình như ca